Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một tựa game khá là vui. Tựa game có mang tên là Cory Zombie. Thì tựa game này thì vào đầu game thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cảnh tượng rất là hãi hùng. Khi mà một trường học chúng ta đã bị bọn zombie nó tấn công. Đây là câu chuyện của chúng ta. Và một ngày nọ ở trong một ngôi trường có một nạn dịch zombie bắt đầu xảy ra. Và nạn dịch đấy thì xuất hiện những con zombie và các cái sinh viên ở trong cái ngôi trường này bắt đầu ăn nhau và nhiễm bệnh. Thì có máu miếc, máu me đã xảy ra ở đây. Và chúng ta phải tham gia là những thanh niên sống sót cuối cùng. Và có một đội trinh thám đã bay vào để có thể giải cứu các cậu bé, nhưng mà không ăn thua. Các cậu bé, các con zombie số lượng quá đông nên nó đã gây đến sự tiêu diệt và ăn uống các thanh niên không bị bắt đấy. Thì cốt truyện là tạm dừng là như vậy. Cuối cùng chúng ta chỉ có một thằng sống thôi. Còn ngôi trường này nó đã bị cách ly và để nhốt toàn bộ cái thể loại zombie vào trong này. Thì đấy, nói chung là một màn lên thuyết kể chuyện mình bắt đầu. Thì đây là giao diện chính của game. Khi mà chúng ta nhìn đây sẽ có phần open door này, setting này, mua vũ khí này. Trong phần setting thì cũng ấn vào thì chúng ta sẽ có trình độ sáng. Các bạn nên trình độ sáng mắc để có thể chơi game một cách dễ dàng hơn, hoặc bật tay âm thanh này cái nồi Facebook để khoe. Rồi, chúng ta bắt đầu vào cách chơi. Cách chơi đơn giản thôi. Chúng ta sẽ vào đóng vai là các nhân vật đây. Chúng ta sẽ đóng vai là thanh niên này trước. Và thanh niên này phải chạy ra để có thể tìm tiền và vũ khí để có thể mua dễ dàng. Và cách chơi là các bạn sẽ hất các cái đồ vật trên đường để có thể cản trở các con zombie nó chạy chậm hơn như này. Và hiện tại thì nó sắp đuổi đến đi rồi. Mình tính coi nhảy lên để có thể ném lên và nhặt tiền kéo ra đấy. Và có các biển hiệu rẽ ra thì cũng, các bạn cũng phải rẽ. Để ý là chơi phải để ý nhìn đồ hai bên để có thể đẩy chậm được tốc độ của các con zombie. Con zombie này nó chạy rất là điên và đủ các thể loại điều kiện vật lý và tự nhiên thì nó vẫn có thể đuổi được chúng ta. Và chúng ta đến các đoạn gọi là ngã rẽ thì chúng ta cũng cần thiết phải có các màn gọi là quẹo kha, không gì là chúng ta sẽ đâm vào tường. Và sẽ là có cái cảnh tượng các con zombie xông ra hấp diêm các bạn, nên các bạn cần thiết chạy càng nhanh càng tốt. Thì game này chơi và đồ họa của game thì rất là đặc sắc, đồ họa 3D. Cho đầu tiên, có game đầu tiên mà chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ chạy đâm mặt vào người chơi ngay. Bình thường thì các bạn chạy quay mông lại và có đàn zombie nó đuổi đằng sau. Ở game này thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng mấy con zombie. Ngày xưa thì chúng ta chỉ có thể nhìn mặt thôi. Và chạy càng xa càng tốt. Ngoài ra thì giết được các con zombie thì chúng ta cũng có thể được điểm thưởng. Nhưng mà giết con zombie thì... Ôi đấy, có màn các bạn bị hấp diêm rồi. Khổ vãi nồi. Ở đây thì có màn mua cái búa để có thể đập vào một zombie để có thể chống cự. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng đang khá là ít tiền nên không thể đủ đờn được. Thì ở đây thì chúng ta lại tiếp tục chạy thôi. Nhưng mà chết thì tiếp tục. Và đây là có các nhân vật chúng ta có thể chọn thanh niên khác để chạy, hoặc là thanh niên cầm súng. Thử thanh niên cảnh sát để ra ngoài nó như nào nào. Bắt đầu nào. Ở đây thì đấy, đúng rồi, nó cũng thế rồi. Thanh niên này thì cảm giác to béo gầy hơn nên sẽ cố gắng chạy. Nhưng mà hiện tại thì cái thanh niên kia chạy nhanh, thanh niên chạy khá là chậm rồi. Nói chung là nên chọn thanh niên trẻ tuổi hơn. Thanh niên này đã nhặt đồ. Đúng rồi, bắn đằng sau. Đấy, bắn này nếu mà các bạn giết chết được zombie thì các bạn sẽ cũng được thưởng. Và mình vừa giết chết được một con rồi. Quá ngon. Và nó sẽ thay ngay con mới. Đấy, rất là bựa. Nào, lướt sang nào. Đây chúng ta chọn nhân viên mới nên sẽ có cái màn gọi là chỉ dẫn. Thì ở đây thì trên đường các bạn nên nhặt đồ. Đấy, mình lại tiếp tục các màn bắn zombie. Lại giết thêm đồng con. Ôi thôi xong rồi. Mãi bắn không có cái màn rẽ. Nói chung là nó phải báo hiệu trước. Đang bắn bắn. Đấy, thì ở đây thì tùy thuộc các nhân vật thì chúng ta có màn đi mission khác nhau. Và nó sẽ không chung một cái thanh niên. Và đây thì nó sẽ có cái phần xem static này, bật tắt âm thanh ngay trên này để chúng ta đỡ rùng rợn. Và tựa game mà chạy zombie của mình giới thiệu đến đây kết thúc. Và chúc các bạn có thời gian chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ có các chỉ số cần quan tâm. Đây là cái phần mạng của các bạn. Đây là số thẻ, còn đây là số năng lượng. Và đây thì chúng ta sẽ mở và tiếp tục lắp ráp xong cái bộ đất sinh thái khi mà chúng